Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh của mình. Mình là Bác Thiện Vlog. Mình sẽ up clip vào 7 giờ tối mỗi tuần vào tối thứ bảy nha anh em. Thì hôm nay mới bắt được con cọp về để phục vụ cho anh em đam mê dòng hai thị nha anh em. Xe này mình đang kêu bán với giá 3X, giấy tờ đầy đủ, không sang tên nha anh em. 59 Dân Vinh. Anh em muốn mua chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Số điện thoại của mình là 0363 413 885, hoặc là Facebook Bác Thiện của mình. Mình có để dừng lên dưới phần mô tả nha anh em. Rồi, thì sẽ review từ từ cho anh em xem cái chiếc Sebo 59 Dân Vinh này có những gì. Mình bán 3X nha anh em. Thì nói chung á, xe này mình lấy về cũng được cả tuần rồi, mình trải nghiệm cả tuần rồi, máy móc cực kỳ ổn luôn nha anh em. Anh em mua xe này về là đi sử dụng liền, không có lo hành tỏi về phần máy móc gì hết nha anh em. Bao anh em xăng gió xe này cực kỳ chuẩn, sáng rất giò là nổ luôn. Anh em mua về chỉ việc sử dụng thôi, không có tốn bất kỳ chi phí về phần máy nha anh em. Thì sẽ review từ cho anh em xem. Thì cái màu nè, anh em thấy không, mỗi lần mình quay một chiếc xe mình up lên cho anh em xem á, là mỗi lần một cái màu khác nha anh em. Đó, cái màu này là màu tím candy. Thì cái màu này cũng gọi là màu lạ rồi, màu độc, màu lạ rồi. Dòng xe bo ít ai đi với cái màu này đó. Thì chỉ có những anh dân chơi tổng đi những màu này thôi. Đó, màu này màu tím candy. Thì chó vẫn đi chó 110 nha anh em. Nhưng đặc biệt xe này đi được cái đèn led nè. Anh em thấy không, cái đèn led này á giúp cho anh em tối anh em chạy xe thấy đường hơn là những cái đèn mà thì xe bo thông thường hay đi. Đó, những cái đèn mà xe bo thông thường hay đi á thì rất là mờ, nên chủ xe trước đó vô được cái đèn led đó rất là sáng luôn. Bao năm xe đèn led cực sáng luôn đó. Mình sẽ quay dàn chân cho anh em xem. Thì mình mua một chiếc xe cũ mà không thể nào mà nó mới 100% được, nó cũng phải có chạy xước này nọ. Anh thì cái bề ngoài anh em nào mà muốn về á sửa sang dòng tốt lại thì có tiền anh em, còn mình bán là clip sau xe vậy đó. Thì xe cũ mà không thể nào mới 100% được, không phải chỗ đẹp mình quay chỗ xấu mình không quay nha anh em. Mình sẽ quay chi tiết hết từ cái xe chỗ đẹp chỗ xấu cho anh em xem luôn, để anh em nào có nhu cầu mua thì anh em mua cho nó dễ, anh em nào thiện chí chơi thì anh em tính toán cho nó dễ hơn, chứ không phải là chỗ đẹp mình quay chỗ xấu mình không quay. Đây, sẽ quay chỗ xấu cho anh em xem. Đây, chẳng hạn như cái ốp bên đây, thì cái ốp bên đây nó có bị trầy nè anh em thấy không, bị nứt sơn. Thì chủ xe trước có dán mấy cái tem này để che che lại rồi, thì cái này anh em không thích về anh em bỏ sơn là dặm là quên ốp cũng chẳng có bao nhiêu tiền đâu anh em. Đó, xấu là xấu phần này đây đó, anh em thấy không, nó bị nứt nè anh em thấy không? Chắc quay clip là anh em thấy rồi đó. Với lại những cái sơn nè, kiểu như xe là đi lâu rồi đó anh em, thì áo không thể nào mà mất 100%, không thể nào mà xe một can 100% được đó. Chỗ xấu là mình quay hết, chỗ đẹp mình cũng quay mà chỗ xấu mình cũng quay, chứ không phải chỗ đẹp mình quay chỗ xấu mình bỏ qua nha anh em. Đó, và cho anh em xem màu tím candy. Thì dàn chân nè, dàn chân xe này đang đi dàn chân là căm đùm niền nhôm đó, vỏ ruột niêu. Nói chung là những cái này thay mới rồi, thay mới rồi, chủ xe thay mới rồi, tại vì mình thấy còn gai luôn. Đây, còn gai luôn, niền thì mình thấy chưa có vết cạy luôn nha anh em, tại vì mình thấy cái này không có rầy luôn, chưa có vết cạy luôn. Căm thì chân căm chưa xét anh em thấy không, khi những dàn chân nào nó cứng như thế này á, anh em về đỡ phải tốn một phần kinh phí anh em dọn lại dàn chân đó. Anh em mua về anh em sẽ sử dụng liền. Thì cái con heo này hình như chủ trước sơn màu đen anh em, sơn là sơn sạch hay gì á, thì mình sơn bọng là mình không có rành, thì mình thấy có sao làm nói vậy. Cho anh em nào rành thì anh em nhìn chắc anh em sẽ biết. Con heo này bình thường nó sẽ là con heo màu vàng, sau này màu đen là chắc là sạch lại đó. Nói chung xe này cũng còn đẹp, ok, 80% thôi, anh em mua về chứ mình sử dụng liền thôi đó. Này không, dàn áo tiếng candy nè, cái màu này cũng rất là đẹp nè, màu này độc lạ luôn, bao anh em độc lạ luôn, ra đường chắc không có chiếc thứ hai đâu nè. Đó, thì dàn chân sau cũng còn keo, vỏ CRV đó, vỏ niền sau nữa nè, cũng kêu có dấu cạy luôn em, như là đi rất là kỹ hay sao á nè. Cam cũng còn ok, đĩa bọng đồ nó cũng còn ok hết. Thì xe này đang đi 59 full 59 Dân Vinh nha anh em. Đó, mình sẽ quay cho anh em xem cái lồng nè. Anh em thấy cái lồng không, cái lồng này á là chủ trước nó phay lỗ rồi, anh em thấy lỗ lỗ không, là giúp xe đi xa tản nhiệt cực tốt luôn nha anh em. Đó, lồng phay lỗ đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là xe 120 đó, 120 nè, anh em thấy không, xe 120 đang đi lưỡi gà, lưỡi gà Abido đó, anh em thấy cái lưỡi gà lồng đây, cái lưỡi gà nè Abido đang đi là đi là bình này là bình bông nha anh em, nhưng mà bình bông nhưng mà thợ này canh thân gió rất là chuẩn, sáng anh em rất là nổ, chứ không phải đào 20-30 cái nha. Đó, mình có sao làm báo vậy cho anh em, tiện nào anh em chơi được thì anh em có thể chơi được anh em mua anh em sử dụng. Đó, đang đi lon nè, lon y băng, cái lon nổ bao hay luôn. Thì anh em nào coi những cái clip của mình rồi thì biết cái lon này nổ như thế nào rồi. Cái này là bao bụng ác em nè anh em thấy không, cái bụng này cũng thuộc dạng hàng hiếm đó anh em, bao bụng ác em, lon y băng đó. Thì xe này full 120
59 dàn zin luôn, xe đang trang bị nè, cầm nè, cầm Domino. Em thấy không? Cầm Domino. Nếu mà lần đầu tiên mua được xe mà nó có những cái vaccine như thế này nè, nè, vaccine nè, cái này là cái công tắc đèn á, mình khi bật máy này nè, bật đèn này nè, nó sáng nè, thấy không? Đó, tắt nè. Nè nó có vaccine ở dưới nữa nè. Nào bóp là đá đèn nè. Đó anh em thấy không? Đó, đá đèn nè. Thấy không? Dọn xì bo, dọn tới nhà thì anh em thì xe rồi đang được trang bị một cây trợ lực. Đó, trợ lực chắc mình nghĩ thế là nó đẹp xe thôi. Đó, giúp cái xe mình nó thêm phần nào ngầu đấu thêm đó anh em. Đó, đồng xe, trợ lực luôn. Anh thấy xe không? Gần như full đồ chơi luôn anh em. 59 nhân viên xe đang đi lửa là lửa 120 luôn anh em. Chứ không phải lửa 110 nha. Đây, để quay đi xe cho anh em xem. Đó, quay chi tiết hết. Để anh em khỏi nói mình treo dây bánh thịt chó mất công. Đó, xe là full 120 giấy tờ đủ nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nổ máy cho anh em nghe chiếc xì bo 59 nhân viên này. Cái bài này á là cái bài bền nha anh em, bao anh em chạy thoải mái view luôn, bài là bài bền, có tốc độ chứ không đua bơi nha anh em. Một khi anh em đã mua một chiếc xì bo mà đúng lò đúng chỗ á, thì cái máy này em chạy hoài được hoài, không lo hình tỏi nha anh em. Còn một khi anh em mua chiếc xe mà không đúng chỗ đúng lò thì bảo đảm anh em bỏ tiền chưa chắc đã ngon đâu anh em. Đó, thì bây giờ sẽ tiến hành nổ máy cho anh em nghe cái chiếc xì bo 59 chiếc gì này nha. Đây, bao anh em rất giò là nổ, mình không mang dép luôn nha anh em. Đó, rất giò nhẹ là nổ rồi. Mình bán cho anh em sử dụng là mình bao anh em test thoải mái, test vivo luôn nha anh em. Bao anh em mua về để sử dụng liền. Nói chung á, mình bán là clip sau xe vậy. Chỗ đẹp mình tả, chỗ xấu mình vẫn tả bình thường. Đó, chứ không phải là chỗ đẹp mình tả, chỗ xấu mình không tả đâu nha anh em. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0363413885, hoặc là Facebook bán hẹn của mình, mình có để đường link dưới phần mô tả nhanh năm. Thì xe này mình đang kêu bán với giá 3x. Đó, thì giá xe zin cũng đâu đó cũng 2x rồi anh em. Để anh em có 3x có chiếc xe đậu 59 zin zin mà dọn kiện sẵn như này luôn thì giá không cao anh em. Anh em mua về chuẩn bị sử dụng thôi. Rồi, anh em có nhu cầu bán xe liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên tường của mình nha, hoặc là phần mô tả nha anh em. Nhiều cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nhớ đăng ký kênh, like, subscribe kênh giúp mình nha anh em, để mỗi lần xe mới mình sẽ update cho anh em xem. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều luôn.